Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng tất cả anh em đã đến với channel của mình. Hôm nay mình muốn thông báo với anh em hai tin. Nó chính là liên quan đến cái việc có hai top của chúng ta có con game này ở server S5 và server S65. Server S5 thì bạn HVNH bạn ấy nghỉ game rồi nhé. Và nhờ mình ra bán hộ cho anh em qua YouTube cũng như trên cái group của mình ấy. Một tin nữa đó chính là tin là anh Siva cũng đang bán át nghỉ hết rồi anh em ạ. Các top bây giờ nghỉ hết rồi. Chán thật sự luôn. Dolphin thì bỏ chơi cho ác một phương Oppo rồi này, bảy đẹp trai thì bây giờ hình như cũng cho ác người khác chơi rồi hay sao ấy. Bác Bư Choi, Bư thì bán ác cho Bác Choi bên server quốc tế rồi, và Bác Choi bác ấy cũng hình như đang cũng định bán lại, cũng nghỉ rồi nhá. Anh em nghỉ hết rồi, bây giờ thì có những cái tên mới mới thôi. Bây giờ thì server S3 sẽ là cái server mạnh nhất game hiện nay, có Phyto và DRK vẫn gắn bó với game rất lâu dài. Chiến binh mùa hè sói trắng này anh em, wild whoop hơi hơi buồn. Đây này, con áp của anh Siva anh ấy định bán đây, nó sẽ như này này anh em này. Mình sẽ cho anh em xem qua những cái ảnh ở đây nha, hơi buồn nhưng mà thôi. Đây là cái ảnh áp của anh Siva anh định bán đây, 40 củ khoai anh em ạ, 40 củ khoai. Chắc nó sẽ dao động từ 40 củ khoai cho đến 50 củ khoai tùy anh em như thế nào. Chắc là sẽ phải giao dịch một cục luôn đấy anh em. Ô, đây là app của ai ấy. Đấy, con Vegito rất mạnh luôn. Xoay luôn bên này này. Vegito đây. Còn Cuba đây, con Cuba set cai cực cứng. 5 sao rồi, 5,1 ức. Vegito hay level 290 đấy, ghê nhỉ. Mấy con này level 260 hết cả rồi, con này cũng sắp lên level 300 rồi, sắp mắc rồi. Bư này cũng 5 ức này, 5 ức mốt này, cũng cứng chưa này. Đây loại HVNH đây, nhẹ nhõm HVNH. Rất nhiều tướng luôn. 7 tướng CBS5. Anh em có thể lấy con ác này về bón hành cho idol của anh em này, idol Liu Kang bên CBS5 đây. Top 2 Liu Kang 13,5 ức, top 1 HVNH 23,6 ức. Quá kinh. Quá khủng. Quá tở. Quá ghê rợn, quá ghê gớm. Con Vegito này nó cũng mạnh không kém này, con Vegito của anh Siva đâu anh em này, cũng 7,6 ức.
à, Nguyên này quét được 5 sao. Team này hoàn toàn đi kẹp với những cái team top cao hiện nay quét được 5 sao nha. Tầm VIP 15 là bao tiền? Hình như VIP 15 là hơn 120 triệu ấy. 90 triệu anh em ạ. Nhưng mà mình nghĩ mấy anh này nạp chắc phải tầm hơn 100 triệu rồi. 90 triệu. Chắc tầm hơn 100 triệu, 100 chắc mình nghĩ dao động 100 đến 150 triệu. Tầm đấy. Bây giờ bán còn lại con app chỉ bằng 1/5 giá trị nạp thôi. Quá ngon nghẻ luôn. Mình đang cân nhắc không biết có nên mua không. Bây giờ mình mua thì chắc mình trả góp thôi. Trả góp, ví dụ bây giờ anh em điền anh em trả góp 80 triệu, à 40 triệu mỗi tháng trả. Mỗi tháng trả 10 triệu. Thì trong vòng 4 tháng là anh em trả hết. Nhưng mà mỗi tháng trả 10 triệu thì chát quá nhỉ. Ví dụ mỗi tháng mất 10 triệu thì còn làm ăn được cái gì nữa ta. Rất là đắn đo cân nhắc anh em ạ. Với cả mình cũng không thích cái cách làm việc của bên điều hành vận hành con game trên bên đối thượng ở đâu, nên mình cũng chả đầu tư mạnh vào nữa. Nên thôi nhờ anh em đấy. Ghét lắm. Nếu nó ngon ngon, nó chăm sóc khách hàng tốt ấy, thì mình nghĩ là mình cũng sẽ đầu tư ấy. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy nó chăm sóc khách hàng, nó đối xử với mấy anh VIP, mấy đối xử với mấy anh trả lương cho các bạn ấy mà các làm như thế, mà mình không sẽ không thích rồi. Đây cho anh em xem qua một vài cái clip này. Thì là cái clip của bạn HVNH, bạn ấy quay cho mình để cho anh em xem qua team của bạn ấy đây. Nó xịn xòa luôn cả chi tiết. Nếu mà đội ngũ team bên Gosu mà làm ăn xịn, nó tôn trọng game thủ ấy, thì mình mua ngay. Nhưng mà mình thấy cách làm ăn này chán lắm. Mình cháu giờ mình đầu tư vào một cái con game mà đội ngũ kỹ thuật mà nó làm ăn không tôn trọng như vậy, không chuyên nghiệp như vậy đâu. Với cả phong cách chơi của mình thì mình thường chơi theo kiểu phong cách nông dân hơn là chơi phong cách đầu tư nhiều tiền. Hơi mờ anh em nhỉ. Video gửi qua Facebook nó hơi mờ. Tài nguyên nhiều nhờ, còn đỏ nhiều chưa. Biết 15 quá được. Uầy, ác mộng phun hết rồi anh em ạ. Này quét này về phun hết rồi. Quán của bạn HVNH thì là Facebook nha. Mua thì mua cả Facebook luôn. Và như Facebook của bạn này là chỉ là Facebook clone thôi. Bán hết luôn được mà. Cũng gần mắc hết điểm bảng thẻ với bảng kỹ luôn này này. Gần mắc hai bảng. Ghê thật. Ghê lắm thật. Lưu Thị Văn Kem 13,3 ức. Hình như cũng biết 15 thì sao. Xem top 4 sau Fito, Bưu Choi và Phương Phin. Các top thi nhau nghỉ game sau hàng loạt những cái động thái, những cái drama bên phía nhà phát hành hơi buồn. Nhưng mà thôi, cuộc vui nào rồi cũng sẽ đến hồi kết thúc anh em ạ. Chúng ta phải chấm dứt cuộc vui này để đến cái cuộc vui khác thôi. Chúng ta sẽ lại phải gặp nhau ở những tựa game khác. Hy vọng chúng ta sẽ được gặp nhau ở những tựa game khác, có những cái thú vui gì đó khác chẳng hạn tương lai sau này, ai biết được đấy. Nên là anh em nào có nhu cầu thì anh em hãy liên hệ nha. Chứ những anh em nào mà kiểu scam hay là cái gì ấy thì mình khuyến khích là đừng nên làm gì cả. Chả bao giờ có chuyện là các anh ấy cho các bạn mượn nick để vào review check nick đâu. Anh em nào thật sự đam mê tâm huyết với con game này ấy và muốn đầu tư ít mà vẫn được áp top. Top 1 hiện nay chắc chắn là anh Siva rồi. Bán này giá 40 triệu quá rẻ luôn. Chắc không bằng 1/5 số tiền anh nạp ấy. Mình nghĩ số tiền anh ấy nạp vào game có khi phải hơn cái mốc VIP 15 luôn. Nên thôi, bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những clip sau thôi. Chia tay với các anh lớn hơi buồn. Đây, giờ chỉ còn mình tôi với các bạn thôi.
Chỉ còn mình anh Mr. Gà bên server F39 với các bạn thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở clip sau nha. Bye bye.